Trời, trời. Ôi, vừa nãy ướt nhẹp à. Trời ơi. Ôi, trời ơi, hôm nay tao mới phát hiện ra ở trong bãi giữ xe này có Bạch Công Tử. Đâu? Đây nè. Trời. Bạch Công Tử nguyên một con trắng sáng rồi. Bạch Công Tử đi về. Lông trắng nè, áo trắng nè. Ủa, nhưng mà sao cái quần của Bạch Công Tử đen thui vậy? Cái chạy của mình cũng tử. Tại hết mặt quần đen. Nhưng mà trong đây màu gì vậy? Đây. Ở trong đó màu trắng luôn là hay ghê lắm á nha. Trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy trong đó đó. Bạch Công Tử đó đi thứ. Bạch Công Tử là phải thêm một đôi giày màu trắng nữa để dắt xe cho nó đẹp đó. Hay Bạch Công Tử dắt xe không? Nghe nói về cái bãi dưới xe này là của Bạch Công Tử đó. Trời ơi, giàu vậy. Chú sao? Bạch Công Tử là nhà là bự lắm, nguyên cái công viên là của Bạch Công Tử đó. Tối nào tao đi ngang đây tao thấy Bạch Công Tử ngủ tùm lum tùm la, chứ có khi ngủ ở dưới gầm cầu nè, ở ngay gốc cây, ở ngay bãi rác luôn. Thiệt mà. Thứ giàu vậy đi đâu cũng là nhà. Thì nhà của Bạch Công Tử mà, Công Tử muốn ngủ chỗ nào Công Tử ngủ. Đó, bây giờ Công Tử đang dắt xe này thấy không? Nguyên cái bãi xe này là của Bạch Công Tử, muốn lấy chiếc nào cũng được. Ok. Ê, nhưng mà sao kỳ vậy ta? Dạ. Bạch Công Tử giàu như vậy mà mỗi lần mình giữ xe Bạch Công Tử cũng lấy mình 5,000 á. Ơi, Bạch Công Tử chi kỳ quá, hay đi cao cho mình. Đúng rồi, tôi giữ xe ở đây là mối luôn mà. Nhưng mình người ta nói á, giàu hay keo lắm anh. À vậy sao? Keo mới giàu. Hèn chi, ổng ở bãi rác hoài, ổng không bao giờ ổng khá nổi. Khi nào mà ổng phải lên trên giường ổng ngủ thì ổng mới là giàu được. Là làm trà bao hả anh trai? Tầm mày đúng không ạ? Tôi mày không à. Bạch Công Tử người ta đẹp như vậy mà làm gì trái bao được. Bạch Công Tử chỉ là trái gọi thôi. Đó, trái gọi. Wow, Bạch Công Tử hôm nay mời nước uống cho tụi tôi luôn. Wow. Nè. Anh Bạch ơi, anh Bạch. Cảm ơn anh Bạch nha, anh Bạch. Anh Bạch có phải là gì không Cầm ơi? Ai ơi, cái gì ai à? Mà khi anh Bạch mà là phải Bạch như vậy đó. Anh Bạch ơi, anh Bạch, nghe nè anh Bạch. Giờ sao? Ta cho em xin inform mấy bạn nữ bên kia được. Trời. Sao mày biết anh Bạch biết mà mày xin? Nhật nát chưa anh Bạch ơi. Hả? Giờ anh Bạch, anh em nào? Khoan, giờ anh Bạch chỗ tài cho em coi là cái tài cô gái của anh Bạch. Đúng à, đúng rồi, anh Bạch nghe nói là sát thủ tình trường à. Trong giới võ lâm ai cũng biết tiếng anh Bạch. Bây giờ chúng ta sẽ coi anh Bạch thể hiện. Anh Bạch chỉ thể hiện một lần thôi nha. Thôi, ngại quá. Anh Bạch, quẹo phải anh Bạch đi đi. Sao, giờ muốn làm gì nè? Đó, giờ anh Bạch xin coi đi. Trời ơi, sao anh Bạch nhát quá vậy? Cái chuyện đơn giản gì mà cũng không được nữa, tới mày. Ê, em đo cầm nước rồi. Đây, để em. Tới anh đó anh trai. Yeah. Ok, anh em giỡn với anh em nãy giờ cho vui thôi. Chứ thật ra anh Bạch anh chỉ là giữ xe ở đây thôi. Trời. Nói giỡn buồn. Đúng rồi, nói giỡn buồn, quên. Anh Bạch ảnh là quản lý giữ xe cấp cao ở đây. Đúng. Mọi người nhớ tới đây giữ xe ủng hộ anh Bạch. À mà tôi quên nói nữa, anh em lên YouTube á, tôi có ghi cái link mô tả dưới, anh em vô đăng ký kênh cho anh Di Tướng Vlog. Gắn giúp anh nói lấy lúc bạn nha anh em, tại vì lâu lâu tôi có quay bên đó nữa, anh em qua đó coi ba đêm tụi tôi quậy. Anh em nhớ coi cài view con nghe. Ê, chung mà khoan đã. Hôm nay lượm rác, cái chỗ rác của chúng ta hơi dơ. Dạ. Bây giờ phải làm vệ sinh sạch sẽ liền. Trời ơi, cái này là cái gì ngộ vậy? Để em anh trai. Hả? Cái bàn tao mà. Trời, trời. Anh Đu, mấy huynh đệ đang làm gì đó chứ ha? Dạ, em lỡ tay rớt cái ly đó. Bạch Công Tử bớt giận. Anh Đu sao mà giận được chứ hả? À, để em đi dọn. Trời ơi, Bạch Công Tử hung dữ á, mới làm nổ cái Bạch Công Tử biết liền luôn ghê. Thiệt như ở trong này là gắn hệ thống camera giám sát. Camera là cái gì anh trai? Thường là camera, còn camera là nó có nhiều cái hơn. Tukuda. Ủa gì đâu, sao mày thích mày cầm cái áo mà cột tay này hoài vậy quay gì? Tại vì anh biết sao, cái áo này đúng gu em. À, là gu của anh Gino là anh thích chối lại đúng không? Đúng. À, anh chơi bạo lực có gì ta? Lấy công thun buộc cái tay lại, buộc cái giò lại. À, vậy là anh Gino mai mốt mình sẽ kêu ảnh là anh Gino thú hoang dã. Thì đúng rồi, mày thích hoang dã mà nó mới cộng gô như vậy á. Cũng đúng. Còn cái này gu sao ta? Gu này em. Gu bự, nó này. Bự, phải bự chứ. Phải xinh nữa. Đúng vậy, phải dài. Dạ, ê bậy. Nói cái gì vậy? Cho là chung là re quét đi bậy bà, không hồi cho ăn đòn hết. Bây giờ đổ bịch rác đây. Đây hôm nay là tụi tôi hồi sáng tụi tôi đã đi lượm được về một bịch rác rồi. Bây giờ tụi tôi sẽ đi vô trong bãi dưới xe này để tụi tôi review. Có thật mới giật được đạo anh chị. Chế nước ra uống đi em. Một người chế thôi. Bây giờ một người bỏ bịch rác ra nè. Đây. Hôm nay tụi tôi lượm được rác rất là nhiều luôn nha, nguyên một bao luôn. Có móng anh trai. Trời đứa đi. Trời ơi. Hai thằng đệ này đi theo ăn hại luôn mà. Được không anh trai? Được. Ủa anh trai. Mỗi móng của anh trai là xuyên suốt luôn. Ủa anh để móng dài quá chi vậy? Để anh móc lỗ tai. Phải không? Hay móc cái mũi. Ừ. Lâu lâu có kết hợp móc cái mũi nữa. Rồi có móc không? Run.
à. Bách phát bách trúng vậy. Lần nào vô bãi rác của Bách là ấy quên bãi xe của Bạch Công Tử mình cũng xả rác. Nói trời quá trời luôn á. Bởi vì Bạch Công Tử hãy biết ơn tụi tôi nha, tại vì mỗi lần tôi xả rác xong là tụi tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rác trong cái bãi xe của Bạch Công Tử. Yeah. Ủa anh trời ơi, đúng là thằng này thích chối mà, cái gì trong người đó lúc nào cũng cộng dây hết á. Sao mày nắng không trời? Ủa sao mày uống nước mà mình vậy, tao uống với hả? À, đem đi thì mày đem mới dùng trong tao. Sao lưng có con gác kìa. Chu cha mẹ ơi, chú hôm nay ơi, lại là những cái ngôi sao màu đỏ nữa hả? Sao dạo này chưa tới Noel mà sao tôi toàn lụm đồ Noel không vậy? Ủa mày quay cái gì vậy? Quay tay hả? Quay cây gì má? Thì cái tay không quay, cái gì cây quay? Mày đang quay tay mới đúng nè. Đó. Ờ. Ôi, dương miệng. Ôi, dương miệng cái này đẹp quá anh em. Trời ơi, ở giữa dương miệng là nguyên một cái kiếm cứu màu vàng luôn nè. Cái loại này là dành cho vua chúa nghe. Ở ngoài trên anh em thấy có cái dương miệng màu vàng luôn nè. À, tôi xin đại diện cho Hoa hậu Việt Nam đi tham gia thế giới. Và tôi rất là vinh hạnh khi được chị em phụ nữ trên toàn thế giới ủng hộ cho tôi giành giải nhất. Cái cây dương miệng đẹp như vậy để tôi đem về tôi rửa, tặng cho chị V để chụp hình. Cây này gắn đôi mon trai. Ủa, đây còn di chuyển được hả? Được. Đâu thử đi. Nè. Thôi bây giờ tôi quyết định như vậy nè anh em. Những cái cây mà Doraemon hay là những cái cây Noel này á, là anh em thấy được gì rồi thì bây giờ tôi sẽ lựa riêng ra. Rồi lựa ra đây. Đó. Quên chạy rồi. Hôm nay mình lượm được rất là nhiều ông già Noel luôn nha. Đó, ông già Noel còn trong bịch luôn. Thôi bây giờ mình mở bịch ra coi thử ông già Noel thôi. Cái này á là mình hình như là mình bóp pin vô là có đèn luôn à. Đó, đây là ngôi sao. Những cái hàng này là tôi nghĩ là chắc là nó tồn kho lâu lắm rồi. Bởi vậy hả, không có cái nào mà còn chạy được. Kéo cái bịch đi ra anh coi. What? Trời ơi, kéo cái bất luôn nè. Đáng này. Đây. Đó. Ủa này còn nguyên đây. Thì đúng ra cái đèn này bấm nó sẽ sáng nhưng mà hiện tại tôi không thấy nó sáng. Đây đây này còn nguyên. À quên, rút miếng giấy này nè. Rồi xong luôn, có thể xài được luôn. À nè. Thấy chưa? Còn xài được luôn nè. Có nghĩa là trong đây còn rất là nhiều pin luôn. Ê. Vậy mình mở lấy pin về mình xài đi. Mở ra đi. Đây nè, có miếng giấy nè, mình sẽ kéo miếng giấy ra. Đó, tôi sẽ kéo miếng giấy ra. Đây nè, như có cái pin này xài được nè. Ơi nè. Vậy lấy hết về anh trai. Đúng rồi em trai, lấy hết về cho anh đi. Chúng ta sẽ có được rất là nhiều pin luôn đó. Vậy vậy vậy. Pin này còn mới mà sao không được? Sao mày biết không được? Em bấm rồi. Thì cứ lấy pin ra hết đi. Đúng rồi, cứ test vậy đi ba. À, ok anh em, giờ tôi sẽ lấy pin hết ra nha anh em. 5 minutes later. Bây giờ có lấy pin là mình sẽ tách ra gì nè. Đó, đó, vậy cái mình lấy pin ra luôn. Này. Dở lại ba. Trời, thằng này giống như là người ở vậy ta. Cái bụng của nó giống như không đái, lúc nào cũng có hơi trong đó. Thấy ghê ghê sao anh trai? Ờ ghê sao bằng địch. Trong tim tôi ngộ nha, thằng Tú lúc nào cũng địch, còn anh Vinu lúc nào cũng ở. Sao mà cái Tú của tôi khổ như vậy? Phải chịu đựng hai thằng này. Còn anh, hai cái luôn á. Anh vừa địch vừa ở, anh biết không? Ê, mỗi lần anh nỉa sao vậy anh trai? Ôi sao mày hỏi kỳ gì, còn cái thằng đang xem mà. Tầm bậy không à. Cái đó là bí mật riêng tư của anh mà. Vậy hả? Rồi mọi người mình đi đó là anh ngồi giống như vậy nè. Nhưng mà anh địch nghe mùi sao anh trai? Đúng rồi anh trai. À, anh không diễn tả được nhưng mà anh có thể hành động được cho em hiểu. Sao? Làm gì vậy? Đây nè, pin nha, pin. Đây. Đó, bây giờ tôi sẽ tắt pin ra. Ê, pin này xét anh trai. Đó, thôi kệ. Mình cứ lựa hết đi, một lát cái nào xét mình bỏ, còn cái nào xài được mình giữ lại. Đúng không? Hợp lý anh trai. Đúng không? Ai da. Thôi nhưng mà tôi có ý kiến gì nè, bây giờ cái pin nó một lát nữa mình sẽ gỡ sao đi. Bây giờ mình tiếp tục mình review cho anh em xem đi. Wow. Trời ơi. Ôi. Súng không được, súng là mình chơi phải nhẹ nhàng. Mình phải chỉ vô. Cái gì vậy anh trai? À quên, quay đít lại. Mình phải chỉ vô. Trời thôi quá vậy. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ok anh em, bây giờ tôi đã lượm được một cây súng bạc. Đó. Cây súng của người ngoài hành tinh. Trời ơi, ủa cái nẻ đâu ra mà mày lượm bự quá vậy dưới luôn. Ở dưới đây nè. Bây giờ muốn bắn đúng không? Mình gạt đạn. Gạt. Yeah. Đó, xong bắn. Trời ơi, qua lấy miếng nước chơi nè. Ôi khoan, hình như cây súng này á, anh thấy quen lắm là ở trong game Halo á, tụi em có biết không? Halo. Đúng rồi, game Halo của hệ Xbox One đó. Ôi, cây súng này xịn lắm á nha, súng này cũng hoàn tin đúng rồi. Gì? Cái gì vậy? Nó quýnh vô chỗ hiểm em anh trai. Thì cãi nó đi, có sao đâu, nó đang luyện tập cho mày được sức chịu đựng đó. Bây giờ đi qua lấy nước đi. Đi, đi. Đi từ từ thôi. Em cần đi không em canh độ anh trai? Thôi em canh độ đi. Ơi, thằng kia chạy nhanh vậy? Trời, anh Tuấn chạy nhanh quá, không đợi tôi dễ trơn anh em. Thôi đi vô trong đây hơi nguy hiểm nha, tại vì trong đây có chó mà tôi sợ chó lắm. Đó, anh Tuấn đang lấy nước nè. Ủa, nước này có bắn được không? Được anh trai. Sao mày biết chỗ này có dòng nước hay quá vậy? Ê khoan, từ từ để tao. Nè nó nghe nè. Mày có muốn ăn mía không? Hả? Đâu? Sao lớn kìa? Ê giả chủ ra. Ê. Bây giờ mình sẽ lấy súng nước bắn thằng Vino thử. Để thử rồi chứ mày. Ôi, ôi cây này bắn xịn quá vậy. Anh Vino đang ngồi kìa. Anh Vino đang ngồi kìa. Chuẩn bị nha anh trai. Vô.
cái gì vậy? Sao bị bắn nó vậy? Ủa anh kêu bắn mà. Ờ vậy hả? Quên. Trời ơi anh em ơi, công nhận cái súng này nó lợi hại quá vậy? Quá lợi hại luôn chứ. Đâu bắn thử coi sao? Thà lắm. Trời ơi. Trời ơi. Anh Tuấn đang tạo hệ thống phun sương kìa. Ủa người này rất nhẹ mà. Trời ơi. Ây da em ơi, công nhận cái súng nước nó lợi hại quá ha. Yeah. Ủa hết người chứ cái súng của tôi nó có tác dụng gì vậy? Tôi bấm không có được gì hết nè. Đây nè, súng con cái tác dụng là lên pin chai mà hết pin rồi. Ủa vậy bây giờ không lên pin lên được cái gì không? Không. Được. Vậy lên đi. Lên đỉnh. Rồi. Lên lực. What? Đây, xuống này. Đây lại đi. Rồi. Được chưa? Dạ. Lên đỉnh. Còn ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Ghế chưa? Bây giờ sẽ tới lượt tôi té thử cái súng này. Cái súng này bắn rất là mạnh luôn. Ủa tôi té thử thôi mà sao tôi té hết trơn vậy ta? Trời anh té khôn quá à. Té thử mà tôi đâu có làm gì đâu, tôi xung quanh chạy vậy. Thì anh té đi. Tao đâu có bắn xung quanh đâu. Té đi. Cái này, cái này, cái này. Thấy chưa? Rồi thấy rồi. Thấy em trai thấy rồi. Thấy rồi. Bây giờ tôi sẽ test thử sức mạnh cho súng này cho mọi người biết. Ok anh chàng. Đó bây giờ tôi sẽ bắn bắn nhanh vô biển số đi. Nè anh em coi là nó sẽ văng nước ra nè. Thấy chưa? Trời ơi. Bắn đó. Sao ta chạy bả? Đâu có sao đâu, lúc nó chạy lên nước là nó khô nè, bây giờ bắn canh me nè. Đó. Trời ơi, thôi thôi đừng có bắn nữa, bây giờ bắn vô biển số. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái cuộc thi đi. Bây giờ là từng người cho chúng ta bắn tôi sẽ tạo một cái chướng ngại vật. Dạ. Yeah. Đâu đâu sẵn chơi. Chơi hấp dẫn lắm nha, người nào chiến thắng sẽ được 100k tiền tôi luôn. 100k hả? Đúng vậy. Thiệt không? Thiệt. Này ông già Noel đi. Rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ để cái bước ở đây. Đó, bây giờ người nào bắn lớp ông già Noel thì người đó sẽ chiến thắng. Mà mỗi để, người để nè, để nè. Không, mỗi người được bắn 5 phát. Dạ. Là đứng ở đây. Bây giờ ai bắn trước? Anh trai đi. Được, chạy bắn trước nha. Khoan anh trai. Đứng đây cái. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị. Dạ. Ủa. Thôi bắn dở quá. Tới em cho. Rồi. Để tiếp tôi Video. Bây giờ Video sẽ bắn 5 phát nha. Bắn là phải ngắm. Bắn đi. Cái gì vậy? Đạn lạc. Trời. Lạc đạn. Dạ quá. Tới rồi Tuấn bắn nha anh em. Gà. Rồi Tuấn bắn đi. Ủa sao Tuấn không bắn con Noel mà bắn cái gì mà ướt người tôi hết trơn vậy? Mưa anh trai ơi. Ủa mày bắn ông già Noel xong mà người ta ướt hết trơn vậy Tuấn? Chúng rồi đó anh trai. Chúng vô mặt tao nè. Tôi sẽ cái bước mà lấy từ đây luôn. Hôm nay mấy này quậy quá rồi anh em ơi. Nhưng mà hôm nay tôi lượm được cái súng rất là lợi hại luôn nha. Cái súng này đúng là ngoài hành tinh, bắn nước tại le. Hai mình đem súng này mình về phá shop TV đi. Thôi mày gan quá. Mình lấy mấy cái đồ dưới bán anh em ra chân này, bắn cái nào lấy cái đó. Trời ơi cũng được, ý tưởng hay. Để tôi về tôi nói bà Vê cho bạn có chịu hay không. Ừ. Ê, nhưng mà cái súng này là ngoài hành tinh lợi hại nha. Ok anh em, tôi sẽ cái bước lấy từ đây luôn. Anh em nhớ đăng ký kênh anh Duy Tuấn Vlog nha. Rồi còn bây giờ tôi tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye anh em.